Dạ vâng, Thắng Hoàng xin uh, mến chào tất cả các bác Nay thì Thắng Hoàng lên sóng gửi tới các bác uh, tham khảo một cái mẫu vang bên uh, cửa hàng. Hiện tại thì đúng thật với các bác là hôm qua là về em có livestream ghé qua cái sản phẩm này. Thì thông báo với các bác luôn, đây là mẫu vàng uh, M6, một trong những cái mã vang cao cấp nhất của dòng uh, Q7. Đấy. Thương hiệu uh, PO Italy sản xuất. Đây anh em có thể xem này, về cái thiết kế của cái ngoại thất của mẫu vang này thì nó khá là đẹp, sang trọng để đánh giá về chất lượng thì anh em cùng với thắng hoàng tham khảo sâu nhé cũng như là thắng hoàng sẽ báo giá cho các bác đây là thắng hoàng ngày, ngày mai đi trung quốc cho nên là làm sẵn những con vàng ở đây để cho nhân viên ở nhà đóng gói gửi hàng Đấy, khách hàng đặt hàng thì thắng hoàng test sẵn ở đây để cho anh em họ gửi cái kỹ thuật thì cũng không có để can thiệp những con vàng như thế này chung là thưa với các bác là những sự luyện sở hữu những cái con vàng hay chất lượng rồi nhưng quan trọng nhất vẫn là khai thác được nó tối ưu thì nó mới đem lại cho mình những cái hiệu quả nó hoàn hảo hơn đúng không ạ? đấy, thì cái này thì cũng chưa có vệ sinh qua đâu các bác nhá, hàng đang nguyên bản luôn. nhưng mà nói chung là cái máy nó rất là lành, rất là bền, gần như cắm con nào nó hoạt động con đấy luôn đây này. Đấy. hàng này là nguyên tem như các bác nhá, tất cả đang còn nguyên tem, đấy. tất cả hàng nó còn nguyên tem luôn, 2020. Đấy. mẫu mang này thì thắng hoàng sẽ giới thiệu từ từ với các bác để các bác cảm nhận nhé về cái mẫu vang này thì nó có thiết kế một cái phần mềm chuyên nghiệp, hai mic riêng biệt, phần mềm chuyên nghiệp xử lý âm thanh rất là 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 đẳng cấp luôn các bạn, phải nói là nó xử lý cái phần mềm qua cái phần mềm này, kỹ sư nó viết cái chương trình cái phần mềm này nó khá là hay, khai thác được con vang phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây, nó mang lại cho các bác những cái, cái sự trải nghiệm nó hoàn hảo hơn rất là nhiều so với những cái dòng vang X12 hoặc là nhiều dòng shiso đấy anh em tham khảo này khi mà anh em mà lau chùi qua một chút là nó cũng đẹp ngay vang này phải nói là đang còn chưa có một cái tì vết gì gọi là xấu ạ à. đấy M6 nhá các bác nhé. để em so sánh chi tiết cho các bác luôn với những cái sản phẩm vang khác nói về vang X5 với lại uh, các cái dòng X thì nó thấp hơn con này rồi, không so sánh được với con này rồi. nó vẫn là vang hay nhưng mà đến mà so với M6 thì uh, M6 nó vẫn hay hơn rất là nhiều. Vang này thì được xử lý chip tổng là 21489, chip 21489 các bác nhá. đây, analog device 21489 dòng chip của Mỹ ạ anh em nhìn cái main của nó thôi cái main DSP tổng này thôi nó cũng thấy được chất rồi đẳng cấp rồi logo nó cũng in luôn cả trên DSP này nó đồng logo với phần mềm luôn nha các bác nhá chip giải mã đầu tín hiệu đầu ra của mic để vào bo DSP này nó sử dụng AKM cũng như dòng vang X thôi đấy cũng như rất là nhiều cái dòng vang khác thì nó sử dụng sử hữu sử dụng AKM à, và một phần nó khác biệt hoàn toàn so với những con vang khác là con chip này con chip phía sau đây cho 6 ngõ ra nó sử dụng uh, ESF dòng chip cao cấp hơn những cái dòng PMV uh, kép hoặc AKM đấy con chip xử lý âm thanh tổng đầu vào đây các bác này hay đây nữa này đấy, giải mã đầu vào nó con chip 4 chân này còn AKM đây các bác này đấy. chip 4 mặt chân đây này giải mã tín hiệu đầu vào con này uh, nó là chip đời cao đấy. rất là hay xử lý âm sắc rất là hay các cái dòng khác thì nó chỉ có dạng chip đơn thôi này chip loại kép nên nó dùng bốn mặt chân đấy. Đơn thuần nó là như vậy là nó đã thấy hơn rồi các bác nhá. Cái phần mềm nó nó đã cái viết chương trình của nó là xử lý nó đã hay hơn nữa rồi. Đấy, còn đây nữa này anh em này thấy không? Ba lớp IC đầu ra nhá. Đây ba lớp đây. Ba tầng. dưa le từng cổng một nhá các bác nhá. dưa le cho 6 cổng. dưa le kép cho ba ba cái cho 6 cổng. Ngoài cái phần đấy ra thì anh em biết không Những cái phần mà mình hay sử dụng nhiều Đấy là những cái cổng gì ạ Cái cổng ML, MR đúng không Cổng LR đúng không ạ Thì cái cổng LR của con vang này á Nó không phải sử dụng những con 5532 Là 4558 đâu Nó không phải là một dòng IC bình dân đấy, Đây là một dòng IC cao cấp Nó đắt tiền hơn cũng vài chục lần một con IC này đấy, Ví dụ như anh em có mua những con IC này Khi mà, mà các thợ sửa chữa cũng như em thôi nhận sửa chữa cho các bác thì những con IC này linh kiện như thế này thì nó cũng rẻ thôi quan trọng là cái công kỹ thuật ấy, mình làm bảo sao cái thợ uh, uh, thợ hát với lại thợ mỹ thuật với những cái thợ sửa chữa điện tử những cái, cái thợ ấy là người ta không tính bằng cái cái tiền giá trị của linh kiện đâu các bác Có thể các bác mua 5.000, 10.000 một con linh kiện thôi Nhưng mà các bác phải tìm kiếm, các bác phải đo đạc, các bác phải suy nghĩ thì các bác mới có thể là sửa được một thiết bị đâm ra là cái tiền là nó tiền công thôi có thể là 100 200 ngàn các bác làm cho các bác nhưng mà khi linh kiện nó cũng rất rẻ thôi đúng không ạ nhưng không con IC này thì nó lại khác hoàn toàn các bác nhé con IC này tiền nó cũng 200 ngàn một con IC này rồi không hề rẻ một chút nào đấy đơn thuần các bác tính rồi 5 7 ngàn 10 ngàn so sánh với con này đắt hơn mấy chục lần không đấy đắt hơn mấy chục lần để nó nó giải mở ra cái ngõ ra đây xử lý âm sắc làm mềm làm đẹp sạch sẽ âm thanh ra cái ngõ này đấy, mỗi thứ nó đóng góp một phần để làm hay cho cái thiết bị của mình đấy, anh em thấy những yếu tố đấy không ạ <laughs> và một phần nữa thì con vang này thì nó sử dụng nguồn auto volt các bác nhá nguồn sung nguồn auto volt nguồn này lành lặn cực kỳ luôn các bác này gần như là không hề có lỗi luôn em xưa bao giờ em làm một con vang m 6 này mà có nó có lỗi cái phần nguồn này luôn hầu như ví dụ như có lỗi vặt thì nó lỗi các cái phần ở trong đây ví dụ con đèn của nó là nó nó bị giò hay thế loại thứ kia nó ảnh hưởng đến nó ăn dòng nó mất nguồn thì nó sẽ nằm ở vị trí bên trong này thôi chứ còn cái phần này thì gần như không vang như thế này con vang như thế này con vang siêu lành đấy cả trăm con vang xui xẻo ra thì lỗi vặt của con xử lý phút mốt rất nhanh rất gọn các bác nhé đấy cho nên là anh em mua những cái sản phẩm này thì anh em sử dụng thứ nhất là độ an toàn yên tâm thứ hai nữa là những cái linh kiện mà thắng hoàng chia sẻ cho các bác để các bác xem những cái con vang khác xem nó có được bằng như con vang này không còn nói về x12 thì x12 không có tuổi để mà nói về so độ chất về linh kiện cái độ chất của linh kiện x12 không có tầm tuổi để so sánh với con vang này còn những cái dòng vang mới bây giờ các bác mua sắm 5 6 7 triệu thì em khẳng định với các bác là không có linh kiện tốt đâu nó chỉ hoạt động thời gian đầu thôi không bao giờ có chiều sâu nha các bác nhá không bao giờ có chiều sâu hoạt động được lâu dài mà ổn định hết khi các bác dùng mới thời gian đầu linh kiện nó đang ổn định nó khác chạy một thời gian tự nhiên các bác thấy tiếng tầm nó thay đổi nó khác biệt ngay Kém ngay, chất lượng nó thay đổi ngay Đấy, Những cái dòng vang này em nói với các bác luôn là các bác hoàn hảo luôn Con tụ này nó cũng rất quan trọng này Em la hết nhá Con tụ này mà các bác bảo nó có những cái đã là tụ hóa rồi là nó sẽ có acid ở bên trong con tụ đúng không ạ Acid thì bây giờ nó sẽ suy hao Nó sẽ thay đổi đi trong quá trình sử dụng nó bằng cái cái dâng nhiệt đơn ra là, là là, là những cái linh kiện nó tốt thì nó đáp ứng được lâu dài những cái linh kiện kém chất lượng thì các bác biết rồi à, hao mòn suy hao hư hỏng rất là nhanh đó đây em đang setup cho anh em xem cái máy này á em sẽ cài vài chương trình để cho các bác để các bác sử dụng thì những cái chương trình những chương trình em cài đặt là em đã trong cái quá trình em làm việc em đã ngâm cứu em tìm hiểu rất là nhiều và em lắp em bán cho rất là nhiều khách thì với những cái cấu hình những cái chương trình bên em làm ra cho anh em gần như là nó hoạt động tương đối là ổn định hoàn hảo và cái chất lượng âm thanh rất là tốt Đấy, cho nên là, là anh em nào có những cái mẫu loa nào khác biệt hay như thế nọ thế kia bổ sung thì thắng hoàng sẽ bổ sung khai thác thêm hoặc là thay đổi những cái chỉ số gì đấy nó nhỏ một chút xíu trong đây để nó hòa hợp với cái loa của các bác thôi con này nó có hai cổng AUX này AUX1 AUX2 này các bác có thể cắt cốt Đấy, có thể là là cắt cốt đấy cái giải tần các bác có thể com lại thành tất cả là giải súp hết hoặc các bác có thể sử dụng làm cái này nó đang giải súp này hoặc các bác có thể kéo ra để làm phun hết nhá đấy, cái này nó rất đặc biệt nó rất là hay ở cái chỗ đấy, đấy con vang này nó rất là hay Đấy, bây giờ em đang cài đặt cho 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 khách cũng như là cái cấu hình chờ đợi sẵn để khách đặt hàng. Bên em làm ra những cái, cái mẫu vang dù là vang X hay là vang đến những con vang cao cấp như thế này, những con vang X nữa. Thì khách gần như là rất hài lòng về cái chất lượng mà bên em làm ra. Thì con vang này bên em bán ra cho khách là 3 triệu 200 ngàn đồng thôi. Nếu mà để so sánh với những dòng vang X12 thì em khẳng định với các bác rằng có thể là cái giá tiền nó tầm trung hoặc có thể là con vang này em bán giá thấp hơn con vàng X12 một chút. Nhưng mà khẳng định với các bác luôn, nếu anh em đang dùng X12 mang hai con vang này ra so sánh với nhau em khẳng định với các bác con vang này hay hơn con vàng X12. Đấy là em khẳng định điều chắc chắn đến 99%. Là như vậy. Ok, Thắng Hoàng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng nhé, anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên Thắng Hoàng nếu như các bác có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm. Đấy. Thắng Hoàng cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào.